Theo thống kê của Cục Cảnh sát Giao thông, trong 45 ngày qua, có 99.135 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị lực lượng Cảnh sát Giao thông trên toàn quốc xử lý. Đây là mức vi phạm rất cao, trong đó số tài xế vi phạm ở mức 3, mức vi phạm cao nhất, chiếm gần 31,5%. Quá trình xử lý, các cán bộ chiến sĩ Cảnh sát Giao thông được thực hiện với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Chiến sĩ làm nhiệm vụ phải ghi rõ nhật ký ca công tác, trong mỗi máy đo nồng độ cồn cũng lưu trữ toàn bộ dữ liệu để chỉ huy đơn vị kiểm tra đối chiếu với các biên bản xử lý. Ở một số địa phương, Cảnh sát Giao thông còn được giao nhiệm vụ kiểm tra chéo theo địa bàn, tức là Cảnh sát Giao thông ở huyện này sẽ sang địa bàn huyện khác làm nhiệm vụ kiểm tra, xử lý vi phạm nhằm tránh có sự quen biết xin bỏ qua.